Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng gay gắt khoảng gần một tháng trở lại đây khiến số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng tăng cao. Nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hiện nay là người già và trẻ nhỏ, chiếm tỷ lệ lớn tại các bệnh viện. Cũng như nhiều cơ sở y tế khác, hai tuần gần đây, lượng bệnh nhân đến Bệnh viện 199 Bộ Công an tăng khoảng 40%. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 500 lượt khám ngoại trú và 300 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong đó, bệnh nhân lớn tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Gần một tháng trở lại đây thì bệnh người già tăng đột biến, đặc biệt là tăng lên khoảng ít nhất là 30-40%. Và những cái mặt bệnh thường gặp thì ở đây là trước đây, ví dụ bệnh tăng huyết áp thì họ thì không phải là đi khám thường định kỳ hàng tháng thôi, nhưng bây giờ có thể một tháng họ đến 2-3 lần. Thứ hai nữa là viêm phế quản, viêm phổi. Thứ ba nữa là sốc nhiệt. Còn với người già thì trẻ nhỏ là nhóm dễ mắc bệnh. Thời tiết nắng nóng như hiện nay là điều kiện thuận lợi để các tác nhân như nấm, siêu vi, vi khuẩn bùng phát và gây bệnh. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng thì mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận điều trị từ 1.100 đến 1.300 bệnh nhi. Tình trạng bệnh nhi đông đúc tương tự cũng diễn ra ở hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Trẻ chủ yếu mắc các bệnh lý về hô hấp, tiếp đến là tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm khác. Gia đình thì cố gắng là vệ sinh môi trường sinh sống của em, như nơi em sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi môi trường ở sinh hoạt ở nhà trường, vệ sinh thoáng, mát mẻ, rồi chuyện tiêm chủng là chuyện đặt lên hàng đầu và rất là ưu tiên, tức là mình nên tuân thủ theo chương trình tiêm chủng quốc gia, bên cạnh đó là tiêm chủng cúm mùa. Thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ còn kéo dài, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động giữ gìn sức khỏe và có biện pháp phòng tránh bệnh tật do thời tiết gây ra, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.